100 năm đặt nền móng cho ngành ung thư Việt Nam, hơn 54 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện K đã khẳng định vị thế là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước trong phòng chống và điều trị bệnh ung thư. Bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy, sự lựa chọn hàng đầu của hàng trăm ngàn người bệnh trong nước và quốc tế thăm khám, chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh ung bướu. Ngày 19 tháng 10 năm 1923, Viện Curie Đông Dương ra đời do ông Pierre Moulin, người Pháp, phụ trách với quy mô chỉ là một viện nghiên cứu và ứng dụng nguồn phóng xạ radium và tia xạ X trong điều trị ung thư. Viện được thành lập trên ý tưởng của các nhà khoa học và sự hỗ trợ của nhiều tổ chức kinh tế, chính trị thời đó. Trong lĩnh vực điều trị, Viện áp dụng thành quả các công trình nghiên cứu của nhà khoa học Marie Curie. Các tuyếp radium dùng tại Viện lúc đó đều được đích thân nhà khoa học Marie Curie kiểm tra, xác nhận tại Viện Curie Pháp rồi mới chuyển về Việt Nam để điều trị cho bệnh nhân. Viện Curie Đông Dương có diện tích 5.720m², nằm tiếp giáp với ba mặt đường, Tràng Thi, Quán Sứ và Hai Bà Trưng ngày nay. Năm 1925, Viện đã thành lập một hội đồng khoa học bao gồm 4 bác sĩ. Ngày 6 tháng 7 năm 1926, Viện Curie Đông Dương được đổi tên thành Viện Radium Đông Dương, IR. Viện có một tòa nhà 2 tầng được xây dựng vào những năm 1926-1929. Trang bị máy quang tuyến X, xạ trị, các phòng xét nghiệm cùng các trang thiết bị hiện đại nhất thời đó để khám bệnh, điều trị. Còn chất phóng xạ radium được để tại một phòng của Bệnh viện Yersin, thuận tiện trong việc sử dụng và quản lý. Viện có 150 bệnh nhân ung thư đầu tiên là người châu Âu và người bản xứ, và số lượng bệnh nhân ngày càng tăng. Viện không chỉ chủ động thực hiện tất cả các xét nghiệm giải phẫu bệnh cần thiết, mà còn thực hiện các xét nghiệm cho các bệnh viện khác trong khu vực. Viện Radium Đông Dương được nhắc đến với tên gọi Viện Ung Thư kể từ ngày 19 tháng 11 năm 1941. Đây cũng là thời kỳ chiến tranh bùng nổ, Viện Ung thư Đông Dương được sử dụng như một trụ sở hành chính. Đến năm 1947, Viện được sử dụng trở lại với mục đích y tế. Năm 1957, Viện Radium được người Pháp chính thức bàn giao cho chính phủ Việt Nam. Năm 1959, Viện Radium được sáp nhập trở thành khoa ung thư của Bệnh viện Phủ Doãn, tiền thân của Bệnh viện Việt Đức ngày nay. Ngày 17 tháng 7 năm 1969, được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ Y tế đã ra quyết định thành lập Bệnh viện K. Từ đây, ngành nghiên cứu và chữa trị bệnh ung thư tại nước ta cũng đã bắt đầu bước sang giai đoạn mới, góp phần đắc lực trong việc phục vụ sức khỏe nhân dân. Công việc xây dựng bệnh viện vừa bắt đầu thì chiến tranh tiếp tục xảy ra. Bệnh viện đã đưa hơn nửa quân số sơ tán về Thanh Oai, Hà Tây, một nửa ở lại bệnh viện duy trì hoạt động và trực chiến. Mưa bom bão đạn khốc liệt là thế, nhưng nhiều y bác sĩ, cán bộ bệnh viện đã viết đơn gia nhập quân đội vào các đội phẫu thuật cấp cứu ở chiến trường. Tháng 12 năm 1972, ngôi nhà 4 tầng của bệnh viện được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Cơ sở khám chữa bệnh và các phòng ban của bệnh viện được sắp xếp hợp lý và dần ổn định. Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, các y bác sĩ, cán bộ bệnh viện đã cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực với nghề, sáng tạo ra nhiều phương pháp khám chữa bệnh, phục vụ sức khỏe cho nhân dân, đào tạo các khóa y sĩ, bác sĩ đầu tiên về chuyên khoa ung thư. Tháng 9 năm 1969 tôi về đây là cái lớp sinh viên y khoa đầu tiên về để học tập, làm việc tại bệnh viện. Máy móc trang thiết bị rất nghèo nàn, mọi thứ đều hết sức thiếu thốn. Nhưng mà lúc đó chúng ta cũng hết sức tự hào, cũng làm tất cả những vấn đề điều trị cho người bệnh ung thư. Ngọn lửa yêu nghề của thế hệ trước như những mạch ngầm chảy mãi qua thời gian, để rồi ngưng tụ, chảy trong huyết quản của lớp lớp học trò đón nhận và kế thừa. Các thế hệ thầy thuốc bệnh viện ca nhiệt huyết và tận tâm với nghề, có những người dành quá nửa cuộc đời mình để gắn bó với mái nhà chung mang tên Bệnh viện K. Bệnh viện hiện có 2.400 giường điều trị với gần 1.800 cán bộ công tác tại 81 viện, trung tâm, khoa, phòng.
Từ khi ra đời Viện Curie Đông Dương, giám đốc đầu tiên của viện là luật sư Pierre-Emile Marius Mouglang, thống sứ Honoré Louis-Joseph Tissot, bác sĩ Adrien Jacques Leroy de Barre và bác sĩ Pierre Huard, các lãnh đạo viện không chỉ đóng góp vào quản lý viện mà còn đóng góp nhiều giá trị quan trọng cho ngành ung thư, cho ngành y tế và xã hội. Từ năm 1969, giám đốc bệnh viện đầu tiên là phó giáo sư Phạm Thủy Liên, tiếp đến là bác sĩ Nguyễn Tòng, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Thủy, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, bác sĩ Đặng Thế Căn, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Diệu, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn và nay là giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng. Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước, vì vậy bệnh viện ca luôn được người bệnh tin tưởng, lựa chọn khám và điều trị. Số lượng người bệnh ngày càng tăng tại cả ba cơ sở, vì vậy đã có những thời điểm bệnh viện thực sự khó khăn khi đối diện với tình trạng quá tải kéo dài, đặc biệt trong quá trình xạ trị cho người bệnh. Đẩy lui về trước một tí thì quá vất vả đó là gì? Là nhu cầu của bệnh nhân rất lớn. Vai trò của xạ trị ai cũng nhìn thấy, nhưng mà hạ tầng cơ sở, trang thiết bị máy móc. Do đó chúng tôi muốn nói rằng tất cả đội ngũ đều hoạt động một ngày bằng ca kíp. Điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Những năm qua, xạ trị vẫn là thế mạnh mũi nhọn được ban lãnh đạo bệnh viện chú trọng đầu tư đẩy mạnh. Bệnh viện đã đưa hệ thống gia tốc đa mức năng lượng và PET-CT kỹ thuật cao vào hoạt động. Trang bị hệ thống gia tốc xạ phẫu có bộ chuẩn trực 160 lá, hệ thống Gamma Knife đều là hệ thống xạ trị hiện đại nhất Việt Nam hiện nay ứng dụng vào điều trị cho người bệnh. Bên cạnh các thế mạnh về điều trị, việc sàng lọc phát hiện sớm ung thư là dịch vụ được nhiều người dân quan tâm, đón nhận và hài lòng khi lựa chọn bệnh viện ca để khám tầm soát phát hiện sớm. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại được đầu tư vào khối cận lâm sàng như chẩn đoán hình ảnh, nội soi, xét nghiệm chuyên sâu như hóa mô miễn dịch, sinh học phân tử đã hỗ trợ tối đa cho công tác chẩn đoán, tiên lượng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh. Nối tiếp quá trình phát triển của điều trị nội khoa những năm trước, đến nay, ba cơ sở của bệnh viện có 9 khoa nội điều trị chuyên sâu mặt bệnh nội khoa, cập nhật tiến bộ điều trị, kết quả điều trị tiệm cận với các nước phát triển. Hoạt động nội khoa được đẩy mạnh với những phương pháp điều trị tiên tiến của thế giới như hóa trị tân bổ trợ, hóa xạ trị đồng thời, điều trị đích, thuốc nội tiết mới, điều trị miễn dịch. Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị cho người bệnh. Mỗi năm, bệnh viện phẫu thuật khoảng gần 26.000 trường hợp. Những kỹ thuật mới chuyên sâu được ứng dụng vào điều trị cùng hệ thống máy móc hiện đại nhất hiện nay đã giúp đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện điều trị thành công nhiều ca khó. Bệnh viện vinh dự có nhiều giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ, có nhiều công trình khoa học được trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải nhất lĩnh vực y dược nhân tài đất Việt, giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ. Đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ công tác khám chữa bệnh cả về lĩnh vực phẫu thuật, điều trị xạ trị cũng như là hóa chất bệnh ung thư. Một cái việc thứ hai là chúng tôi phải tăng cường cái đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bằng cách là đi học ở các nước có nền y học tiên tiến trên thế giới, ví dụ như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và một số nước khác trên thế giới để làm sao phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân được tốt hơn. Và trong thời gian vừa qua thì một số bệnh ung thư thì chúng tôi đã điều trị với tỷ lệ khỏi bệnh là ngang tầm với một số nước ở trong khu vực. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, khối phòng ban chức năng của bệnh viện đóng góp vai trò quan trọng trong công tác quản lý, gắn kết, phối hợp, hỗ trợ các khối lâm sàng, cận lâm sàng trong công tác chung của bệnh viện.
Bệnh viện phụ trách công tác chỉ đạo tuyến cho 11 bệnh viện chuyên ngành, 72 trung tâm, khoa và đơn vị ung bướu trên cả nước. Hàng năm, bệnh viện tổ chức tập huấn cho hàng ngàn cán bộ y tế các tỉnh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Bệnh viện có nhiều bác sĩ là tác giả hàng trăm bài báo quốc tế, đề tài nghiên cứu các cấp. Bệnh viện tổ chức hàng tuần các chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa. Các ca bệnh khó được bàn luận, đưa ra hướng điều trị tốt nhất từ các giáo sư, bác sĩ đầu ngành của bệnh viện. Việc trao đổi thông tin và kết nối trực tiếp với các y bác sĩ tuyến cơ sở để cùng tháo gỡ, trao đổi kịp thời về chuyên môn, ứng dụng vào khám, điều trị đã mang đến sự hài lòng, an tâm từ người bệnh. Bệnh viện cần tiếp tục lấy người bệnh làm trung tâm để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao cái sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, tiến tới làm sao chúng ta tăng cường mạng lưới phòng chống ung thư, đồng thời thu hẹp khoảng cách về phòng chống ung thư giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đẩy nhanh công tác hợp tác quốc tế và nghiên cứu học để chúng ta sớm nhất có thể nhận được chuyển giao các chuẩn cao của các nước tiên tiến trên khu vực thế giới để tiếp tục thực hiện ở Việt Nam và chuyển giao cho tuyến dưới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cả chuyên môn và trong cả quản lý điều hành để phấn đấu sớm có bệnh viện không giấy, và đặc biệt là quan tâm nữa tới đời sống của cán bộ, nhân viên. Những năm qua, bệnh viện luôn đẩy mạnh hội nhập quốc tế, mở rộng và thắt chặt quan hệ hợp tác với nhiều bệnh viện, tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống ung thư. Bệnh viện vinh dự là cơ sở điều trị ung thư đầu tiên của châu Á được gia nhập tổ chức các bệnh viện, Viện Ung thư châu Âu, OECI. Đặc biệt, đối với các hợp tác với Pháp, bệnh viện luôn chú trọng và duy trì. Nhiều cán bộ bệnh viện đã được tham gia đào tạo nâng cao năng lực tại các bệnh viện hàng đầu của Pháp. Bệnh viện K đã và đang lớn mạnh không ngừng, hội nhập sâu rộng, tạo đà mạnh mẽ để vững bước lên một tầm cao mới. Tôi nghĩ sự hợp tác giữa hai viện của chúng ta trước hết sẽ là những khóa đào tạo. Mục tiêu là để tiếp cận kiến thức hàng đầu trong điều trị ung thư và mang về Việt Nam tất cả các công nghệ mới nhất, tất cả sự tiến bộ của điều trị ung thư và nhờ đó cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân ung thư ở Việt Nam. À la pointe du traitement du cancer. Ngày đầu, chi bộ bệnh viện ca được thành lập do đồng chí Phạm Thị Màng làm bí thư và đến nay là đồng chí Nguyễn Tiến Quang. Chi bộ đảng bệnh viện giờ đã phát triển thành đảng bộ, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình là hạt nhân đoàn kết gắn bó vào sự ổn định và phát triển của bệnh viện. Giá trị cốt lõi kim chỉ nan cho các hoạt động của bệnh viện ca đó là không ngừng nâng cao cái năng lực chuyên môn, trau dồi y đức và bên cạnh đó một yếu tố hết sức quan trọng đó là tinh thần đoàn kết, nỗ lực bền bỉ vượt khó để hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ung thư nói riêng. Các hoạt động phong trào do Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động, tổ chức nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của đông đảo cán bộ y tế. Cùng với đó, các hoạt động công tác xã hội cũng được bệnh viện chú trọng, nhiều mô hình mới sáng tạo ra đời nhằm hỗ trợ, chia sẻ cùng người bệnh. Bệnh viện cũng phối hợp với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư trên cả nước, tổ chức các chương trình sàng lọc ung thư cộng đồng, giúp người bệnh yên tâm điều trị, tin vào một ngày mai tươi sáng. Vinh dự và tự hào với những thành tựu của bệnh viện ca vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba, nhiều cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế. Hàng trăm cán bộ, nhân viên bệnh viện đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, huân, huy chương, bằng khen các cấp. Trải qua suốt quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình, hàng triệu bệnh nhân đã được cứu chữa
và giúp cho giảm cái gánh nặng về bệnh ung thư đối với ngành y tế, giúp cho giảm được chi phí của người bệnh cũng như là đối với hệ thống y tế. Và qua đó thì đã khẳng định được vai trò và sứ mệnh của bệnh viện ca trong lĩnh vực ung bướu ở Việt Nam. Chúng tôi rất là mong muốn là bệnh viện ca sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của bệnh viện, đoàn kết, năng động, chủ động, sáng tạo hơn nữa để có nhiều các cái giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cũng như là nâng cao cái vai trò, vị thế của bệnh viện trong hệ thống điều trị bệnh ung bướu của nước nhà, xây dựng bệnh viện ngang tầm khu vực và thế giới. Bằng tất cả sự tận tâm, bền bỉ và hy sinh thầm lặng theo từng năm tháng, với tinh thần đoàn kết, chung một mái nhà, chung một tiếng nói, chung một quyết tâm, toàn thể cán bộ y tế bệnh viện ca đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, quyết tâm tiến tới mục tiêu trở thành trung tâm ung bướu hàng đầu khu vực, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước, sự tín nhiệm, tin tưởng của nhân dân. Hãy vươn mình đón ánh nắng mai, vượt qua ngàn nỗi sợ, tin vào ngày mai tôi sẽ Bệnh viện ca trao hy vọng.